Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Một ngày cuối tuần đẹp trời. Các bạn thì hiện tại là mình đến Thủ Đức, mình thăm một ông anh ở Thủ Đức ha các bạn. Thì ông anh này là cũng chuyên về Minh với lại Simpson. Đó. Ok. À thì đây là đại bản doanh của ông anh cùng đam mê xe cổ hai thì với mình nha các bạn. Hàng Simpson của mình. Còn ông anh này thì ổng là chuyên về dòng xe Minsk hay gọi là Minsk car đó các bạn. Nhưng mà ổng cũng có chơi Simpson nữa. Ok, giờ mình vô trong ha. Đây, tới thăm ông anh lâu lắm rồi mà. Đó, ổng là chuyên về xe Minh. Đó, quá trời xe Minh. Nhưng mà cũng có Simpson nữa nè, Simpson của ổng. Xe Minh quá trời. À thì mình nghĩ là đối là những anh em là fan của dòng xe Minsk này á thì chắc chắn là sẽ không xa lạ với lại cái ông anh này đâu. Thậm chí là nhìn phát là biết luôn ở đâu luôn, ai luôn. Ở ngoài kia còn mấy chiếc nữa bạn. Này Simpson mình. Thì hôm nay là sẵn trước thì qua thăm ảnh, hai là nhờ ảnh là chỉnh lại một chút cho xe mình ha. Rồi chiếc Simpson tuning của ổng nè. Ngon không bạn? Bên đây thì chiếc Minsk này thì quá mới luôn. Len keng, trong kia còn mấy chiếc nữa. Ổng là chuyên dòng xe Minsk nè mà. Đó, ngoài kia nữa kìa. Ok, sẵn dịp để mình nói cho bạn nào chưa biết luôn, thì ông anh này chính là người mà đầu tiên mà giúp mình phục dựng lại xe Simpson này. Thì đó là sau khi mà mình mua xe Simpson này từ ngoài Bắc vô đó, thì bạn nhớ cái video mà gác lò hơn 2 tuần không? Đó, video này nè các bạn. Đó thì chính ổng là người mà đầu tiên mà phục dựng lại, nghĩa là làm cho xe nó nổ máy này nọ các kiểu. Chứ còn lúc mà mình mua từ ngoài Bắc vô là xe không nổ máy luôn. Đó thì ổng thì chuyên về Minh nhưng mà cũng có làm Simpson nữa. Đó thì anh em nào ở Sài Gòn thì có thể đến đây. Đó. Thôi quá trời nữa bạn. Còn là Minh đẹp không nha. Đó là chiếc này đang làm nè, còn mấy chiếc ở ngoài nữa. Quá đẹp. Bây giờ mình lại mình xem chiếc Simpson của ổng đi. Simpson tuning nè các bạn. Rồi. Anh nói là máy này ảnh cũng lên cốt lớn rồi. Ô bên đây chiếc Minh đây quá đẹp nè các bạn. Rất là nhiều Minh ở đây nha các bạn. Xe mình. Đây. Ở đây cũng có nè. Đó. Nguyên đóng Minh nó qua đây luôn. Ok bạn, thì mình vừa mới từ nhà của ông anh đam mê về nhà rồi nha các bạn. Này Simpson mình nè. Nói chung là dạo này em ấy đi xa cũng hơi nhiều đấy. Nói chung là cũng được. Thì thôi mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì mình cũng hy vọng các bạn sẽ tiếp tục follow, subscribe và like cho kênh của mình. Để mình có động lực ra thêm nhiều video mới hay hơn. Rồi ok, giờ hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye.